là nhân vật đầu tiên xuất hiện trong dàn harem của Riburu. Nice. Shizue, cô nàng với thân hình nhỏ nhắn, nhưng sức mạnh thì lại vô cùng khổng lồ. Và cũng là một đồng hương đến từ Nhật Bản giống như Riburu, Shizue gây ấn tượng mạnh với người xem nhờ vào vẻ ngoài của mình. Và giờ thì vẻ ngoài đó cũng đã trở thành của Riburu, nhưng ngoại trừ việc có xinh đẹp và có sức mạnh khủng khiếp ra, thì Shizue còn có rất nhiều thứ mà chúng ta vẫn chưa biết về cô nàng này đấy nhé. Và mình là Ben chơi điện tử, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những điều thú vị của Shizue nhé. Ý nghĩa của cái tên Shizue. Trong tiếng Nhật, Shizue được ghép bởi hai từ Shizu có nghĩa là yên tĩnh và E có nghĩa là cửa vào. Nói nôm na thì có thể hiểu là lối vào của sự yên tĩnh. Có thể là vì cuộc đời của cô hầu hết là dành thời gian để tìm kiếm sự thanh thản cho cơ thể của mình, không còn lo sợ bị Ifrit chiếm lấy nữa. Và cuối cùng, Shizue cũng đã tìm thấy sự thanh thản cho linh hồn của mình. Và cái tên Shizue cũng không còn nữa. Và họ của cô là Izawa, được ghép từ chữ Y có nghĩa là giếng và Sawa có nghĩa là đầm lầy. Mình không biết chắc về suy nghĩ của mình, nhưng có thể vì Shizue đáng lý ra phải chết ở trái đất và thoát khỏi sự khổ cực. Nhưng thay vì vậy, cô lại tiếp tục lún sâu dưới cái giếng cực khổ và cuộc sống không thể nào thoát ra được. Vậy thì còn bạn, bạn suy nghĩ gì về cái tên của Shizue? Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết với. Shizue có thể bất tử. Tuổi tác đã cao, nhưng ngoại hình con nít thì không còn gì quá xa lạ trong thế giới này rồi. Và thực chất thì nếu muốn, Shizue cũng có thể sống lâu đến như thế mà vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung của mình đấy nhé. Điều này là có thật và nó chỉ xảy ra khi Ifrit vẫn ở trong người của Shizue mà thôi. Trên thực tế thì tinh linh hoàn toàn bất chấp tuổi tác và họ sẽ luôn ở mãi sắc đẹp của tuổi 20. Và sau khi Ifrit nhập vào cơ thể của Shizue, linh hồn của cả hai đã kết hợp lại với nhau. Và ngoại trừ việc giúp cho Shizue có thể sống lâu hơn nữa, sau khi được triệu hồi thì Ifrit còn khiến cho cô luôn có một vẻ đẹp trẻ trung bất chấp tuổi tác của mình. Nhưng cũng vì thế nên sau khi Ifrit thoát khỏi cơ thể của Shizue thì đó cũng chính là lúc cô phải cận kề cái chết. Vì không còn linh hồn của Ifrit trong cơ thể nữa, nên dù cho Riburu có ăn cô hay không thì Shizue vẫn sẽ chết đi mà thôi. Và từ đó nên các bạn cũng có thể thấy, nếu Ifrit là một linh hồn dễ tính hơn thì có lẽ Shizue sẽ có thể sống mãi được rồi. Xếp hạng mạo hiểm. Tuy được gọi là kẻ chinh phục ngọn lửa, nhưng thứ hạng của Shizue lại khá là bình thường và không có gì đặc sắc cho lắm. Là một nhà mạo hiểm giả nên cô được đánh giá theo góc nhìn của con người. Shizue chỉ được đánh giá ở hạng A cộng và không có bất kỳ điểm cộng nào thêm. Mặc dù con Ifrit trong người cô được đánh giá là một thảm họa, nhưng vật chủ của nó lại không được mọi người đề cao quá. Tuy nhiên, thứ hạng không tạo ra con người. Và Shizue chắc chắn đã chứng minh được cho mọi người thấy được rằng đừng dại dột mà đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài vì thứ hạng của họ. Vì có thể họ có đủ khả năng để thiêu cháy cả một thành phố luôn đấy nhé. Nguồn gốc biệt danh. Sống chung với Ifrit, mặc dù khá là bất tiện về nhiều thứ, chẳng hạn như thiêu cháy con của mình trong bụng hay luôn chực chờ để chiếm lấy thân xác của Shizue. Tuy nhiên nó bị cái, ở chỗ nếu như Shizue có chuyện gì xảy ra thì Ifrit cũng sẽ không toàn mạng mà trở về đâu. Thế nên, để cả hai cùng có lợi thì trong những tình thế bắt buộc có thể nguy hiểm tới tính mạng, Ifrit sẽ sử dụng sức mạnh của mình để cứu lấy thân xác của Shizue mặc dù nó không muốn một chút nào. Và cứ như thế dần dần trở thành quen, Ifrit đã giúp đỡ Shizue đánh bại được vô số quái vật bằng ngọn lửa của nó. Mọi người dần dần bắt đầu biết được rằng sức mạnh thực sự của Shizue là gì và họ bắt đầu gọi cô bằng một cái tên rất kiêu hãnh như kẻ chinh phục ngọn lửa. Điểm yếu. Một trong những thứ rất rõ khi nói về điểm yếu của Shizue chắc chắn chính là mối liên hệ giữa cô và tinh linh Ifrit. Thực sự là như thế, vì không có gì tệ hơn việc đội bộ lục đục và đồng đội bắt đầu chửi nhau sùm lên. Mày là nhà cái gân chua. Và trong hầu hết những trận chiến thì đội của Shizue và Ifrit đều như thế. Vậy nên, nếu chẳng may đang đánh lộn căng thẳng mà Ifrit nổi cơn lên và giành lấy cơ thể thì lại mệt mỏi vê lờ ra. Và bên cạnh đó, có rất nhiều cách để Ifrit chiếm đoạt lấy toàn bộ thân xác của Shizue. Chẳng hạn như việc cô sử dụng sức mạnh của nó để chiến đấu. Shizue càng sử dụng sức mạnh nhiều thì ý thức của Ifrit sẽ càng mạnh lên.
Và khi ý thức đã đủ mạnh, Ifrit sẽ chiếm lấy thân xác của cô và phá hoại mọi thứ. Và đó là lý do mà vì sao Ifrit lại có thể quậy một trận ra trò ở Tempest và được Rimuru biến thành bữa tối của cậu đấy. Còn cái, đúng là nếu đã trở thành một mạo hiểm giả, thì vấn đề về gia đình và con cái gần như đã không còn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống nữa. Tuy nhiên, mình nghĩ là nếu đã lớn tuổi và đi gần hết cả thế giới, thì chắc Shizue cũng phải có một khoảng thời gian để dừng lại và tận hưởng cuộc sống đấy chứ. Thế cơ mà lại không, với ai đó thì được, chứ với một người đang bị một cục lửa bám lấy từng ấy năm thì khó mà khả thi lắm. Và nếu như các bạn chưa biết, thì không phải Shizue không muốn có con, mà là muốn có cũng không có được. Đó là do Ifrit đang trú ngụ trong bụng của cô. Nếu chẳng may Shizue thụ thai và có cho mình một đứa con trong lòng, thì Ifrit sẽ thẳng tay mà thiêu đốt nó. Và đó chỉ là câu chuyện nếu như cô được thụ thai với người khác. Vì nếu không thì trước đó Ifrit cũng sẽ thiêu chết người yêu của cô trước khi họ kịp làm gì đó với nhau. Nhân vật mờ nhạt, đúng là nếu người xem vẫn còn nhớ đến thì Shizue sẽ không thể nào là một nhân vật mờ nhạt được. Và điều đó sẽ được thể hiện qua số lượng người xem video này, vì mọi người đều quan tâm tới sự thật thú vị về cô nàng. Và một số ít là vào xem rằng mình có sai sót gì không để bắt lỗi. Nhưng không sao đâu, vì mỗi lượt xem đến từ các bạn đều là động lực để mình có thể tìm hiểu và ra thêm được nhiều video mới và sẽ hay hơn nữa. Cho nên hãy đừng ngần ngại mà lướt xuống dưới, nhấn đăng ký kênh và tiếp tục ủng hộ mình nhé. Và vì sao mà Shizue lại là một nhân vật mờ nhạt? Thì mặc dù cô được cho là bạn tâm giao của Rimuru, nhưng ngoại trừ việc trở thành bữa ăn sáng ngon miệng và đem lại cho Rimuru một cơ thể của con người, thì Shizue gần như đã được tác giả cho vào lãng quên và cô chỉ xuất hiện lại để giúp cho Rimuru có thể đánh bại được Hinata. Còn lại thì hầu hết thời gian, Shizue chỉ xuất hiện dưới dạng hồn ma và đi lang thang quan sát cuộc sống của đất nước Tempest mà thôi. Thời điểm mà Shizue xuất hiện, để cho các bạn chưa biết, thì khi Shizue còn nhỏ và còn ở trái đất, thì vào thời điểm đó, Nhật Bản đang phải hứng chịu các cuộc tấn công từ không quân của Mỹ trong Thế chiến thứ hai, và Shizue vào thời điểm đó chỉ ở khoảng 12 cho đến 14 tuổi. Vậy nên mình nghĩ rằng thời điểm mà Shizue được triệu hồi có thể ở khoảng thời gian mà Mỹ ném bom vào Nhật Bản tại Nagasaki và Hiroshima là ở năm 1945. Và từ đó cho đến nay, Shizue đã được khoảng 72 cho tới 74 tuổi. Thế nên từ đây, chúng ta có thể đoán ra được rằng năm mà Rimuru được chuyển sinh tới thế giới này là từ khoảng năm 2017 cho tới năm 2019 đấy. Câu chuyện Slam chuyển sinh lại được đăng tải lên web vào năm 2013 cơ. Và đến năm 2014 thì nó mới được xuất thành tập bản light novel đầu tiên bởi Micro Magazine. Lý do mà Shizue từ trần. Chúng ta đều biết rằng nếu không được đưa đến thế giới này thì vào vài chục năm trước Shizue đã bị từ trần sớm hơn rồi. Thế nhưng khi câu chuyện diễn ra và cho đến khi đã nếm trải thêm một số đống bất hạnh từ cuộc đời này mà đáng lý nó phải kết thúc từ rất lâu rồi, Shizue đã thực sự ra đi và không còn quay trở lại nữa. À mà không, Shizue có quay trở lại đấy nhé, nhưng mà quay lại lúc nào thì xíu nữa mình sẽ nói cho các bạn sau. Quay trở lại với chuyện Shizue từ trần sau khi gặp Rimuru và được cậu giải thoát khỏi Ifrit, đó là câu chuyện buồn. Nhưng dù sao, sau khi thoát khỏi kẻ bám víu mình ngần ấy năm, thì Shizue lại cầu xin được ra đi mà không sống tiếp để tận hưởng cuộc đời mới. Đó chính là vì cô không muốn sống ở thế giới đó một giây một phút nào nữa. Cô ấy muốn trở về trái đất, và nếu như Rimuru ăn thịt cô, thì cô sẽ không thể được triệu hồi hay tái sinh lại ở thế giới đó một lần nào nữa. Nhưng về sau thì Shizue vẫn xuất hiện, không phải là một mà là rất nhiều lần.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.